Xin chào các anh chị. Sau đây tôi xin hướng dẫn cái cách cài đặt cái ứng dụng điều tra KPI hàng tháng trên thiết bị di động. Ở đây là tôi sẽ trình bày trước cái trường hợp nếu như chúng ta là ứng dụng này chưa có trên CH Play, Play Store hoặc là Apple Store, và chúng ta chỉ có cái file phải chạy trực tiếp cài đặt từ máy thì làm như thế nào. Nếu như mà chúng ta có cái ứng dụng này trên cửa hàng CH Play hoặc là Play Store thì chúng ta sẽ vào cái cửa hàng là CH Play trên điện thoại, đây CH Play hoặc là Play Store ở đây. Đối với những dòng mà Android thì chúng ta nhấp vào đây thì chúng ta tại cái ô tìm kiếm này chúng ta gõ điều tra cá thể. Nếu như cái ứng dụng này là hiển thị ở trên màn hình thì chúng ta bấm vào nút cài đặt. Và chúng ta đi vào trường hợp thứ hai là trường hợp nếu như mà cái ứng dụng này không có trên cái cửa hàng là CH Play, Play Store hoặc là Apple Store thì chúng ta là cài đặt cái file mà ứng dụng này là khi chúng ta tải xuống ở trên điện thoại như thế nào. Bước thứ nhất, khi anh chị nhận được cái file có cái đuôi là APK, phải ở đuôi APK. Ở đây thì tôi đã là tải xuống rồi. Đây, các anh chị thấy không? Đây là cái file đuôi APK mà sau khi chúng ta tải về trên cái điện thoại của các anh chị ấy, hoặc là máy tính bảng thì chúng ta sẽ là tiến hành cài đặt lên cái điện thoại này. Nhưng trước hết để mà cài đặt cái ứng dụng này lên điện thoại để đi điều tra thì chúng ta phải vào cái bước thứ nhất và chúng ta phải vào cái mục là cài đặt. Chúng ta đi xuống cái phần là sinh trắc học và bảo mật. Tức là có những cái máy mà nó không có cái chữ là sinh trắc học bảo mật thì các anh chị chú ý là nếu như mà nó có chữ về bảo mật thì anh chị kích vào đây. Thì trong này thì chúng ta sẽ chú ý cho là cái chỗ cái mục là cài đặt ứng dụng không xác định. Thì khi mà mình cài đặt vào đó cái ứng dụng này trên cái thiết bị di động của chúng ta thì nó sẽ nằm ở trong cái mục này. Thì để mà cài đặt thì trước hết chúng ta phải chú ý đến cái mục này là cài đặt ứng dụng không xác định. Chúng ta ra lại, chúng ta vào cái Zalo, chúng ta bấm mở thì ở đây này xuất hiện là trên cài đặt gói, bấm vào đây và luôn chọn ai có cái phần này là cái ứng dụng này nó sẽ thông báo là bạn có muốn cài đặt ứng dụng này thì chúng ta tiến hành cái cài đặt. Chúng ta đợi một chút cho nên là sau khi cài đặt xong thì chúng ta là tiến hành mở một số các cái máy á, thì nó sẽ hiện thông báo là cho phép truy cập vào các cái tài nguyên của điện thoại như là danh bạ hoặc hình ảnh hoặc là âm thanh gì đó. Thì lúc đó anh chị sẽ là bấm có và bấm là cho phép. Trường hợp thứ hai là trường hợp là khi lúc nãy tôi nói á, là đối với những cái trường hợp mà khi mà các anh chị là cài đặt mà nó không vào liền, tại vì cái này là tôi đã cài một lần rồi, bây giờ là tôi cài lại thôi, là chúng ta sẽ vào cái phần bảo mật này này, chúng ta tìm tới cái phần là cài đặt ứng dụng không xác định. Tại vì nếu như một cái ứng dụng mà nó không phải do Samsung sản xuất hoặc là không phải là cập nhật từ chính cái máy này cập nhật thì chúng ta cài từ ngoài vào thì chúng ta phải vào cái mục là cài đặt ứng dụng không xác định. Tại đây thì chúng ta sẽ tìm đến cái ứng dụng của chúng ta là cái điều tra cá thể đó. Thì các anh chị mục á là các anh chị sẽ ở cái mục là tìm kiếm. Đấy, ứng dụng không xác định. Thì tôi ví dụ như là một trường hợp là Chrome đi chẳng hạn. Thì lúc này anh chị chú ý nếu như mà ứng dụng chúng ta là điều tra cá thể thì nó sẽ có các một cái dòng là cho phép từ nguồn này thì chúng ta là tích vào gạt qua một nút để cho nó sáng lên. Thì lúc này á thì cái điện thoại này nó sẽ cho phép ứng dụng nó hoạt động trên cái điện thoại của mà chính chúng ta đi điều tra. Tức là nó cho phép thiết lập các cái tùy chỉnh hoặc là cho phép chúng ta truy cập vào các nguồn tài nguyên là thông qua cái chỗ cái dòng cho phép từ nguồn này. Thì lúc đó ứng dụng chúng ta mới cài đặt được và mới tiến hành đi điều tra được. Sau khi chúng ta cài đặt xong và nó hiện lên thế này thì tại cái mục đăng nhập, tên đăng nhập và mật khẩu này thì hiện tại là chúng ta sẽ
dựa vào cái tài khoản mà giám sát viên á, cái người mà quản lý của chúng ta là cung cấp, thì chúng ta đăng nhập vào đây và chúng ta đã đăng nhập vào mật khẩu ở đây để tiến hành đi điều tra. Trong trường hợp mà chúng ta quên mật khẩu hoặc là chúng ta là không nhớ cái tên đăng nhập á, thì chúng ta phải liên hệ với cái người giám sát viên á, cái người mà phụ trách mình á, để chúng ta hỏi lại cái thông tin này và chúng ta lại thiết lập lại và đăng nhập lại để tiến hành điều tra. Và các anh chị nhớ là trong quá trình điều tra chúng ta phải luôn bấm đồng bộ để tránh mất cái dữ liệu. Vì khi mà các anh chị đi điều tra rồi mà anh chị là không bấm đồng bộ thì dữ liệu nó chưa lên được máy chủ thì có khi lại là trục trặc máy tính lại mất cái phần dữ liệu mà anh chị mới điều tra, trong khi những cái dữ liệu khác thì anh chị là đã đồng bộ lên thì nó vẫn có. Còn những cái dữ liệu mà chúng ta chưa đồng bộ kịp thì nếu mình trục trặc máy thì khả năng là nó sẽ mất dữ liệu. Và thứ hai, trong suốt quá trình điều tra kể từ từ khi điều tra cho đến khi mà kết thúc thì nếu như mà chưa có thông báo từ giám sát viên là các anh chị không nên xóa cái ứng dụng này ra khỏi chương trình. Và trong cái quá trình đi điều tra, nếu như mà hệ thống có thông báo là có phiên bản cập nhật mới thì nếu anh chị bấm thì anh chị trước hết thì anh chị phải thực hiện là đồng bộ dữ liệu, ok thành công xong, và sau đó tiếp tục là anh chị nó bấm là phiên bản cập nhật của nó. Đây là cái hướng dẫn cơ bản nhất mà một cái máy đi điều tra Kaby. Là xin cảm ơn các anh chị.